chạy ra, ok. Rồi, 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 chạy đi. Thằng này. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì bữa nay mình có cái màn tròn để dành cho cô Vàng. Đó, cái màn tròn nó là cực kỳ hấp dẫn. Mà cái màn tròn này là nó tương tự thay mà cái màn tròn là lúc trước mà mấy ổng mà chơi mình mà cái vụ đặt công đó các bạn. Mấy cái tròn mình bò lết quá sảm đội chứ mà xinh bông luôn á. Đó, bữa nay cô Vàng này nó tới số. Đó, mình sẽ là nhắn tin là cho mấy ổng là chở giúp mình thực hiện cái màn tròn này để dành cho cô Vàng này các bạn. Mà nó mới vô mà nó chơi anh em mình tè đồ tay thả chơi. Phải coi nó lên bờ xuống mới chịu nha các bạn. Thôi các bạn mình để mình chút để mình tắt máy nhắn tin cho mấy ổng để chở giúp mình cái màn tròn này cho nó hoàn thiện nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Chào bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì buổi chiều đã xuống nha bạn. Anh em mình có một cái trò chơi để bốn anh em mình cùng chơi chung với nhau bạn. Đó chính là trò chơi đặt công nha. Đây, thì anh em mình đã dâng thiên la địa võng ngay trước cửa nhà rồi nha bạn. Nhà bảy rồi. Đây chính là những cái thiên la giang. Đúng. Nếu mà tên trộm nào đi đụng cái này cái là sao đứt tên trộm nha. Ôi sao nghe kìa. Đủ vậy em mà. Giống dịch sim lai chạy nữa. Tù đi á. Nhớ gì thấy thèm không chưa? Ê nè. Lúc đúng đặt lắm ơi. Rồi thì anh em mình có trò chơi là vượt chướng ngại vật làm đặc công nha bạn. Đây là cổng dây đầu tiên là mình sẽ trường nha. Trường cổng dây này. Xong cổng dây này là mình sẽ bước. Và cổng dây này mình sẽ bước tiếp tục là bò trường. Nhảy cũng được đó. Và cổng dây này là sẽ nhảy và bước nha. Ồ, ghê không? Ghê trời. Cổng dây này mình tiếp tục là bò dưới đây nha. Đó, thì ra ba cổng cuối cùng là bò hết luôn. Vượt trước vượt bò hết luôn. Là cái người chơi là sẽ bị bịt mắt lại. Và sẽ vượt trước người giặt này. Mình sẽ chia ra làm hai đội. Mỗi đội sẽ hai người nha. Một người chỉ dẫn và một người sẽ thực hành. Trong vòng mà thời gian của đội nào ngắn nhất và đụng vào dây ít nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu mà hai người thua cuộc sẽ đeo cái bảng này. Đó. Nè, cái bảng này nói chung là không có gì các bạn. Tôi là thằng biến thái. Rồi, biến thái sao? Chuyên gọi đọc coi những con heo đấy. Ghê quá. Là cái đội thua cuộc sẽ đeo cái bảng này. Đứng ngay cái chỗ nào mà hai người thắng yêu cầu. Giống như là hai người thắng sẽ kêu đứng ngay ngã tư. Rồi. Sẽ đứng ngay ngã tư nửa tiếng đồng hồ. Ok. Chỗ nào mà cái không vậy không hả, cái trường học á, chừng nào mày thắng đi mày mới có mới có mà được mà sai chiến người khác chứ. Mà chơi này là tôi không muốn bồ với ông chút nào chứ. Bồ tao ta chỉ dẫn rồi bò, có người chỉ dẫn mà. Có người chỉ dẫn đâu, tao chỉ dẫn rồi bò. Đúng rồi, không phải là một người bò người chỉ dẫn đúng rồi. Tại giống như là bò vậy không, tại chỉ dẫn. Ừ, vàng bò vậy. Bò đứng đó, tao chỉ dẫn cho mày làm. Hả, tôi kêu ông dẫn dây cao cao vậy gì tôi cò một qua mẹ rồi. Bây giờ đi dẫn không cò. Mày mà tới đất làm rồi, trò chơi của anh em rất là đơn giản các bạn. Trong thời gian mà hai đội chơi, đội nào mà ngắn nhất và cái lượt chạm dây ít nhất sẽ là đội chiến thắng. Cái đội thua cuộc sẽ đeo cái bảng này đứng chỗ nào mà hai cái người thắng cuộc quy định chỉ cho nó đứng. Đứng trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha. Gì ông thận gì hết múa lần nó đang múa lần múa đi mày mày múa để mày múa nè. Múa giống thằng biến thái. Rồi thì anh em mình sẽ tiến hành vào cuộc chơi bạn. Giờ anh em sẽ ưu quế để chọn ra đội nha bạn. Rồi ra đứng bên quanh. Rồi ra cái tiếp là đội người đó luôn. Rồi chơi. Ưu quế. Rồi ra. Ê, sao phải? Hai ông luôn kìa. Giống đen chứ quá. Giống đen chứ. Giống màu đen chứ. Giống màu đen chứ. Tôm. Ê, ông bỏ đi. Tôm chỉ cho. Mẹ cái màu trắng tao gác đâu. Cái tay giống màu đen vậy. Đó sao? Tay giống mới bắt gì đen kia. Rồi chơi lại nha. Ồ, quét. Ủa nãy ra. Ủa nãy ra mà. Nè, chắc là chạy rồi. Ông tào lao dữ trời. Ông này, ông này mắt ông vừa bị gì mà ông bị ngáo nữa. Tôi muốn bộ ông tí nào. Đâu. Chắc. Tiếc quá. Mà chỉ dẫn cho mình từng đi nước bước. Ok, mình tin nữa đâu.
mới thấy bà trắng bà đen là tôi nghi nghi rồi đó. Bà mày chửi tao. Con mắt ông này ông bị lé mà ông còn bị ngáo nữa. Mày ra đây mày làm thử tao, chỉ dẫn cho coi nè. Mày thử nè. Đây. Tao bắt đầu đó là mình bắt lại nè. Họ kéo mày bắt lại nè. Đấy. Rồi. Rồi, tôi tên bước. Rồi, bắt lại. Đúng rồi. Còn cái gì? Làm sao xuống. Đúng rồi. Chịu quá, chịu quá. Đúng rồi. Đó, đó, đó. Phải chỉ dẫn tôi coi coi. Đi, đi, đi. Rồi. 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 Rồi bước ra, bước cao lên, bước cao lên, bước đụng gì đó, đụng rồi đó, để đụng liền không, đụng rồi, đó, nó làm kỹ nữa, cái đó là đụng cái tay thôi, thì đó là mình mới có dành kỹ thôi không, sáng nhát thôi, thấy tao chỉ dẫn độ cao, cao cao cao, cũng giống thôi, em im 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 ra, rồi bây giờ tao mày sẽ sống dậy thử coi ai sẽ là người chiến trước này, đó, đúng không, vậy đây, sống dậy đó vậy, tao tin đúng rồi, mày đang tổng cao, đỡ đỡ người đi. Đỡ người đi. Đỡ người đỡ đỡ tay đi. Tao mày á. Mày chuẩn bị tao nhân bẩm mày cao mày chuẩn bị đi. Thôi vàng đóng đen đúng đen sao mà vàng được. Mày chuẩn bị đi trước nha. Hai đi trước đúng không? Hai đi trước luôn. Mày đi sau, đi trước nha. Rồi rồi. Rồi hắn đi trước. Hắn đi trước nha. Đi trước. Đây là bên đội nha, đen chặn lùng đi trước, đội mình vàng sẽ đi sau nha. Mình chặn lùng bao nhiêu lần đúng không? Đâu có, mình sẽ có cái quan làm chứng. Mình thôi sẽ xem clip lại. Ừ. Mình sẽ đụng bao nhiêu lần. Ok không? Ừ. Đội mày ai sẽ là thằng thằng vượt trước này vậy? Tôi bỏ ra. Bỏ ấy xem á. Cởi nó, cởi bộ đi. Cởi đi, cởi lao rồi. Cởi nó, nó mới bòi cái đồ giờ tôi tới bộ đồ bay là nó mua rồi. Ăn nào bỏ. Tôi bỏ. Bên nào cũng có bắt thế chứ. Vậy là mày bỏ. Cái này chỉ phải không? Ok, bịt lại. Hai ông chàng hai lớp nha. Ok. Không có ý nha. Dạ không thấy nha. Thì ý là ăn con trí nha. Ừ. Ok. Mấy? Nè, tại tao hỏi nó coi nó biết xuống này xuống mấy nha. Nếu là nó thấy là nó không thấy được nha. Nè, xuống này xuống mấy. Rồi xuống mấy. Rồi mày phải không? Xuống gặp. Ok, đây là nó không thấy. Rồi, okay. Đây không không nha các bạn. Không không nha fan. Okay. Không không anh. Okay. Còn tí là gọi ba, tao sẽ bấm này nha. Ok. Mình sẽ... Không anh Giang nha. Không dẫn gian ai chuyên gian phải anh gian là những lần cảm dày nó ok không bắt dứt. Mày phải phải kỹ nha tôi canh từng liên tí rồi ngã xuống rồi bắt đầu nè rồi bắt đầu là chơi liền nha rồi quốc nha rồi chơi chưa rồi chơi chưa rồi bây giờ là phần thi của đội cu đen và cu lùn nha bạn rồi một hai có tính thời gian nha tính thời gian đó nha ok không thằng bộ đâu không nói chuyện ừ rồi đứng dậy rồi. Cái gì vậy? Qua hố lắm rồi. Ơi đứng dậy. Bảo chí kìa bảo. Cái giỏ tới chứ phải là cái giỏ. Đứng dậy. Đứng dậy. Ừ. Đứng dậy đi vậy. Một chạm rồi. Một chạm rồi. Bước qua. Rồi. Rồi. Được một lần rồi, được một lần nha. Rồi, học hỏi nha, đổi sao học hỏi nha. Đổi sao học hỏi nha. Mày đứng dậy đó. Rồi rồi. Bước qua. Đó, hai chạm. Hai chạm rồi. Được chưa? Tí nữa. Ê, dè lại Nguyên. Rồi đứng dậy. Rồi đứng dậy, đứng dậy. Ba chạm. Ba chạm rồi. Bốn chạm. Bốn, đứt bự quá. Được chưa? Đứng dậy. Đây là bên đội cu đen là 8 chạm đụng dây bạn. Là thời gian đó là 1 phút 27 giây nha. Ok. Đó, ok không? 1 phút 27 giây. Chắc và đó là 8 lần đụng dây. Không? 1 phút. Mày gió không ông nội không? Mày đụng nhau quan. Đụng nhau. Ồ, mấy bạn ngồi bị không chơi không gì. Camera làm chứng. Ủa sao mà mình mấy xin tính vậy? Bon xin cái tao xin. Rồi, bây giờ tới đội mình và cu dây bạn. Đội bao nhiêu rồi? 1 phút 27 giây. 27 giây. Có 1 phút mới chưa được phút 27 giây nữa. Ờ giờ mình chắc 1 phút đi. Ôi, mình bấm mình thêm, mình bấm mình 27 giây thôi. Bây giờ mày có lòng tin mày thắng không? 27 giây. Nếu mà tao chỉ được. Căng lên. 27 giây không chạm. Ok. Rồi bây giờ tới đội mình và cô vàng sẽ thực hiện phần thi với bạn. Cố lên nha bạn. Bắt tay cái nữa làm tin đi. 27 giây không chạm. Mày không có kinh nghiệm đó không? Dư sức. Rồi dư sức quá. Ok. Đây không gian vô. Sao mà eo ơi.
từ nó leo ra anh Giang thì sao từ đây tới đó mọi người tám chạm được. Ok ok, bù khác ngay không có được chứ bù. Mà mày cứ từ từ, mày đừng có sợ. Tại vì nếu mà thời gian mình chậm hơn, mà mình đụng vô dây ít hơn thì vẫn thắng. Thôi, họ có thấy đâu. Bởi vậy là mình đừng có gấp quá, gấp quá. Đụng dây nhiều chậm hơn là thua. Thấy gì không? Là thời gian của mình nó có dài hơn nó, nhưng mà cái lượt chạm dây của mình mà ít hơn nó là mình chẳng thắng. Bởi vậy mình cứ từ từ chậm chạp mà mình đi. Mình yêu cầu đừng có đụng dây nhiều nữa cả. Ok ok. Được không? Ok ok. Ok ok. Rồi bước rồi tới bài tới đầu mình nha. Hãy lại không không vô bầu. Này. Ok. Rồi. Không không hả? Ok. Không 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 vô bầu. Ok ok. Rồi, tao bấm cho. Mà. Ủa sao không? Mở lại không nghe. Mở ra rồi thu liền nha. Là mày cứ chơi tiếng thật tao. Là mày chờ thời gian chậm không sao. Miễn chậm vậy thì được. Mở ra thu liền nha. Mở cái khẩu trang ra thu liền nha. Không mở khẩu trang nha. Anh Giang rồi thu liền. Em đi luôn. Trời ơi, 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 đếm chưa? 1, 2, 3 từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi, nằm sát xuống nữa. Nằm luôn. Xuống, ê, mày đứng nha. Trời ơi. Ok, ok, đứng lên. Đúng rồi. Ha ha ha.
Cái gì hôi hôi vậy? Bỏ lên nó mày. Rồi, thua quá. Rồi. Thúi quá. Không ngờ mà ngu vàng nó bò y như thiệt các bạn. Nó lết là bấm tôm nha các bạn. Chà. Chạy đi. Thôi chung là mệt quá nha bạn. Anh em mình đã thực hiện cái màn trên giùm cụ lùng thành công nha. Bây giờ anh em mình xin tắt tiếp. Anh em đi ra sau này mình chèo gạo đi qua mình chọi mình nha bạn. Trời, cho nó múa lửa rồi thôi đi. Thôi chào các bạn nha. Mình đi đường này ra chèo gạo quá. Đường ra chọi mình nha bạn.